mình gắng làm sao mà làm lành tu hiền để mà được được dự hội Long Hoa, nghĩa là Đức Phật Đức Thầy có chấm điểm cho mình được dự hội. Mà trong khi muốn dự hội thì khi đó thì cái thẻ số trung ương đó ở trên núi Cấm đó, núi Cấm lật ngửa Du Minh Ngai Vàng, Ngai Vàng chuyện đó nổi lên rồi thì trong núi Cấm đó có ông thẻ trung ương ở giữa đó, còn bốn ông thẻ kia thì có chư thần trấn giữ. Mà cái người nào có tu hiền đó, thì tới đó thì nó có cũng như nổi cái chữ lên Bửu Sơn Kỳ Hương đó, có nổi lên chứ không phải là cái Bửu Sơn Kỳ Hương mà ông Phật ông thầy hiểu cho mình trước nha. Tới đó chư thần đã thấy là bốn cửa là mà bốn ông thẻ, còn cửa trung ương chính giữa là mở dự hội, mở hội. Vậy là muốn vô bốn ông thẻ thì hướng tây, mình ở hướng tây thì mình đi vô ông thẻ hướng tây, hướng nam theo hướng nam, hướng bắc, hướng đông thì đi vô ông thẻ đó. Mà mình đi dọc đường thì khi nào gặp cái đó chư thần mới bảo xét coi cái ông này có phước có tội hay không mới được vô hội Long Hoa. Đức thầy có nói vậy đó, mà nuôi dưỡng chắc khiêu nay tận diệt lập đời trở lại, lập đời tận diệt cái khổ này, tận diệt cái xấu để mà trở qua cái tốt. Nên thì cái thời kỳ đó cũng như mà lúa hay là cái trồng cây trồng gì đó, thời gian nó đã cỗi rồi, bây giờ phải tận diệt bỏ cái cũ hết sang qua cái mới. Thì mình muốn sang được cái mới thì mình phải chịu cực khổ cái thời gian này mà tu hành thì hay là làm việc lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, và lễ kính Đức Phật và Đức Thầy, và kính thưa quý ông bà cô bác anh chị em đồng đạo kính mến, và kính thưa chư quý vị, hôm nay cũng có duyên để gặp hai mà để trong YouTube để mà có duyên lành để thu nói chuyện về cái chuyện đời mà và đạo nó trong cái thời kỳ hạ quân mạt pháp này. Dạ, kính thưa chư quý vị và kính thưa hai đệ, dạ, hôm nay thì tôi cũng đến đây có duyên để mà nói chuyện với quý vị trong và ngoài nước để mình đó nghe những cái thời kỳ này. Mình thấy thời kỳ này mà Đức Thầy có nói mà Phật Dương đã chỉ rõ mới diệu quyền diễn lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành mà ban trao công quả cho chứng vị chứng ngôi người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Và kính thưa chư quý vị, thời kỳ này là thời kỳ hạ quân mạt pháp, mà trong khi cái hạ quân thì mới đầu thì có là thượng quân và sau là trung quân, bây giờ đã hạ quân, mà hạ quân thì nó có mỗi một quân nó có ra ba quân nữa là chín quân rồi, mà cái quân là quân thứ chín luôn, hạ quân hạ luôn. Giờ Đức Thầy nó bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thế giới biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân. Vậy giờ trước khi qua cái hết cái đời hạ quân là hết cái cảnh mà khổ và cảnh xấu, nó tra qua đời thượng quân để mà sống cái đời thượng quân sung sướng, là cuộc bi thực muốn chi đủ thứ, không nhục nhằn lo việc sanh nhai, trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Mà mình muốn qua cái cõi khổ thì nó phải vượt qua một cái thời kỳ khổ mà quý vị, thời kỳ này là khổ cũng như cái bông mai mà mùa xuân đó, khi nào cái mùa hạ đó thì nó khổ, mà nó xuân hạ thu đông, chứ mùa đông mà thì nó khổ, nó lạnh lẽo khổ. Mà muốn qua cái mùa xuân thì cây mai là muốn trổ bông thì người ta phải chịu qua một cái cảnh khổ là lặt lá khổ sở, uống đồ nó mới phải tránh qua cái khổ gì nó mới tới cái chỗ mà người ta sung sướng, người ta đưa lên để chân trên cao để mà nhiều người kính trọng mà mến thương kính trọng. Thì con người mình cũng vậy, muốn khi nào muốn qua cái đời thượng quan được á thì Đức Thầy có nói vậy đó, mà nuôi dưỡng chắc khiêu nay tận diệt lập đời trở lại, lập đời tận diệt cái khổ này, tận diệt cái xấu để mà trở qua cái tốt. Nên thì cái thời kỳ đó cũng như mà lúa hay là cái trồng cây trồng gì đó, thời gian nó đã cỗi rồi, bây giờ phải tận diệt bỏ cái cũ hết sang qua cái mới. Thì mình muốn sang được cái mới thì mình phải chịu cực khổ cái thời gian này,
mà tu hành thì hay là làm việc lành, cái mà duyên lành rõ rỡ khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Cái thời kỳ này mình cũng có gieo duyên với Đức Phật, Đức Thầy, và theo mà trong tôn giáo của nước mà thầy đó thì ở ổng ở nước Việt Nam, cái nước Việt Nam nhằm cõi trung ương, sau sẽ có Phật tiên tại thế, mà Phật tiên muốn cái xuống cái thế này để mà chuyển lập hậu Long Hoa, là nước Việt Nam chọn nước Việt Nam để làm cái cõi trung ương để mà để lập hậu Long Hoa. Mà trong khi lập hậu Long Hoa thì như năm nay thì năm rồng á, thì trong câu giảng Đức Thầy có nói con rồng mới nửa gút nanh mà trong ba tánh thất thanh hải hùng. Thì con rồng á, thì trong về lý á, thì nó nửa năm của mà rồng. Còn nói về sự á, thì trong ông Đức Bổn Sư á, ổng có nói trong cái tiên tri ông Phật á, ổng có nói trong cái đồ thư của Đức Phật Bổn Sư á, nói trong cái nước Việt Nam mình á, thì ở trên núi Cấm á, thì cái đó là đầu rồng á. Đầu rồng mà cái trên cái lỗ mũi rồng á, ở bên núi Bà Đen. Lại là trong cái giảng Bổn Sư nói à, tôi nói lại là cái núi Bà Đen và cái lỗ mũi ở Hà Tiên. Còn cái sừng thì ở Hòn Phú Quốc. Còn cái mình thì mà cái đầu á mới ở núi đó, còn cái đuôi thì ở Tuốt ở dưới Cà Mau. Vậy là con rồng cái nước Việt Nam mình á, thì con rồng cháu tiên. Cái nước Việt Nam thì chỉ có hình con rồng lớn ở chỗ đó đó, mà khi nào mà lập hội, gần lập hội đó hen, thì mà có một thời kỳ biến chuyển, nay tận diệt á, là thời tận diệt biến chuyển á, thì nước Việt Nam mình á, thì có cái thời kỳ là Miên á, Tần đó, mà Tần nó khởi, nó đánh qua, thì nó đôi trúng cái lỗ mũi của rồng đó, thì rồng đau quá mới nửa gút nanh đó, mà trong bá tánh thảo thanh hay hồng chừng đó mới nổi lên, con rồng nổi lên để mà chặn cái nước Miên trở lại đó. Mà bây giờ trong khi đó thì cái núi Cấm á, lầu đài núi Cấm lộ Nai Mai, đó là lầu đài núi Cấm lộ Nai Mai là gần lộ rồi đó. Mà khi nào lộ lầu đài lên rồi ấy, thì có cái cột cờ á, nổi lên, có cái phủ lư ở trên, thành ra nó cao tới mấy ngàn cây số ở trên nó cao, thành ra các nước đều thấy, nên nó thấy gì mới trở vô để mà giành nước Việt Nam. Mà trước đầu tiên đó là Tần Khởi đó, thì vũ mà Tần đó à, mà Tần Khởi nó vô là nước Việt Nam ra trước, rồi các nước kia Anh, Tàu, Mỹ mà Trung Quốc đó, mà Thái Lan, rồi nước các nước đó, 18 nước nó hay nó này thì vô là thành ra cái tới đó đánh là con rồng, nhờ con rồng nổi lên đấy mà cản trở đó. Thì tới chừng đó con rồng mà nổi lên mà các nước đó thì giờ dội với con rồng với nước Việt Nam đó, thành ra cũng thời gian nó cũng chết nhiều. Mà còn ông Thanh Sĩ thì ông nói ở trên núi Cấm á, thì con có con két đó, núi két đó, có con két mà có con két nổi đá két nổi từ lâu đó. Vì trong khi nó từng đó thì khi máu nó thấm vào các nước, nó đánh vào nước Việt Nam mình đó, đánh rồi con máu nó đổ thì nó thấm vô cái núi đó, thì cái núi sẽ bay lên mà bay lên cái tới két nó bay lên nó gấp cả ngàn người. Nãy giờ nói cũng như cũng nói con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Thì con nghiệt thú á, thì nuốt một lần có 500 người à. Còn cái núi ông két, con két nổi lên bay á, thì ông Thanh Thủy ông nói nuốt một lần 1.000 người. Còn cái con rồng mà nổi lên là 18 nước, nước nào cũng bị nó đè những mà người hung. Nhưng mà có chư Phật ở trên đó thì xuống cứu, lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Thì cái kẻ gian ác á, thì mới bị tiêu diệt. Mà mình gắng làm sao mà làm lành tu hiền để mà được dự hội Long Hoa, nghĩa là Đức Phật Đức Thầy có chấm điểm để cho mình được dự hội. Mà trong khi muốn dự hội thì khi đó thì cái thẻ số trung ương đó là ở trên núi cấm lật ngửa Du Minh ngai vàng chuyện đó nổi lên rồi thì trong núi Cấm nó có ông thẻ trung ương ở giữa đó, còn bốn ông thẻ kia thì có chư thần trấn giữ.
mà cái người nào có tu hiền á, thì tới đó thì nó có cũng như nổi cái chữ lên Bửu Sơn Kỳ Hương đó, có nổi lên chứ không phải là cái Bửu Sơn Kỳ Hương mà ông Phật ông thầy Diệu cho mình trước nha. Tới đó chư thần lại thấy là bốn cửa, bốn cửa là mà bốn ông thẻ, còn cửa trung ương chính giữa là mở dự hội, mở hội. Vậy là muốn vô bốn ông thẻ thì hướng hướng tây, mình ở hướng tây thì mình đi vô ông thẻ hướng tây, hướng nam theo hướng nam, hướng bắc, hướng đông thì đi vô ông thẻ đó, mà mình đi dọc đường đó thì khi nào gặp cái đó chư thần mới xét coi cái ông này có phước có tội hay không mới được vô hội Long Hoa. Bây giờ mình nói cái cảnh khổ như vậy rồi sau này mới nói về cái lý do tu sao cho ông qua được ha, tu cho qua cửa Diêm Phù đó, cách tu thì ông thẳng nói sao. Thì tới ở chừng đó thì nào là rắn to trên đội mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Còn nãy tôi nói ba cái cửa hồi nãy đó là con rồng đã cản để giết người ác rồi, rồi nó ông xấu nó chèo, rồi cái con két ở núi két. Vậy là cái thời kỳ đó thì nay tận diệt lập đời trở lại, mà thế đó là cái thời kỳ tận diệt con người mới trở lại, cũng như lúa bây giờ mà bỏ hết trơn cái những cái lúa lai rồi mới trở lại cái lúa rặt, mà bây giờ muốn trở lại cái lúa rặt thì phải bỏ hết mấy cái lúa lai. Thì con người mà mình muốn ấy được thì tu giữ giới mà đức thầy có dạy đó, nếu ai mà vô theo đạo Hòa Hảo đó ha, thì phải giữ giới theo một là tám điều răn cấm, hai là cái ngũ giới. Ngũ giới là mà đức thầy nói đó, ai mà không giữ gìn được giới luật tốt hơn là ra khỏi đạo, nếu còn ở trong đạo được coi như người ngoại đạo. Mà trong cái thời kỳ nãy giờ nói là ở dưới này còn cái về quỷ dương nữa, quỷ dương đi đứng nửa lần thêm trên tuổi chúng sanh nó biết quỷ dương nó chảnh xuống, mà bây giờ mình muốn tránh quỷ dương, muốn tránh cái thú dữ, mà thú dữ ở trên nó xuống nó gặp người tu nó cũng phải cúi đầu. Còn cái đối với về cái chư thần thì cũng vậy đó, nhưng mà quỷ dương thì nó cầu tu cho đạt ngũ hương quê gương trí huệ ma dương hải hùng. Bây giờ mình tu thì một là giữ giới, hai là phải tàu cho cầu cho đạt ngũ hương. Cái trong khi mà muốn đạt ngũ hương thì phải giới hương. Giới hương là cái người nào mà giữ giới cho toàn vẹn đầy đủ thì thế gian này người ta phải biết cái người đó mà ta tôn trọng, ta kính trọng, ta có tiếng, mang tiếng, nên cái mùi thơm của cái người giữ giới đó nó bay ngược chiều gió, là gió ngược gió xuôi gì cũng có tiếng, mình ra tới đó được biết cái đó hết trơn. Còn nếu mà nó cái hương của cái thế gian này thì nó bay xuống dưới gió, cho trên gió nó không bay được. Còn cái tài đạt ngũ hương thì giới hương, rồi mới định hương. Mà trong khi mình muốn định thì phải giữ là cái sáu căn đừng nhiễm sáu trần. Cái câu nó nói nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi thêm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn xả hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon là việc ăn cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến, thân tham sướng muốn tiền của đến, nặng ăn xài cho phỉ tính tình, ý thì ưa sửa sắc soi hình, giới chức phận cho cao cho quý, sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi, nếu tỉnh tâm thì có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đa đài. Vậy là đức thầy hồi đó có ông sư đó hỏi vậy ta, ông có dạy tu kiến tánh thành Phật hay không? Đức thầy mới nói trả lời với ông sư, nó bây giờ cái thế gian này, cái chúng sanh này, cái đời hạ quân mạt pháp này là căn cơ đó mà yếu kém, nếu mà nói về cái tu mà kiến tánh thành Phật thì tu không có nổi, bởi vì cái thời kỳ này mà mỗi một lần lập hội đó thì là tiện những đứng cao công quả để ban cho chứng vị chứng ngôi hết rồi. Cũng như cái mà đời Thượng Quân trước á, thì có mà liên trì hội, Đạo Phật Nhân Đăng cổ Phật lập cái hội liên hoa để mà chọn những đấng tu hành đó một thời gian đó rồi. Rồi sau này cái thời Trung Quân, cái đó Thượng Quân qua Trung Quân thì Đức Phật mà Thích Ca Mâu Ni mới lập cái hội Linh Sơn Hội để chọn những cái người tu cao công quả cái thời kỳ đó thì là Trung Quân. Rồi cái thời kỳ này thì thời kỳ Hạ Quân, mà mình tu theo đó thì còn thấp, nên Đức Thầy nói diệt lục căn đừng nhiễm lục trần. Thì bây giờ cái sáu căn mình không có nhiễm lục trần,
Nếu còn nhiễm thì còn phải theo cái luật của mà đạo và đời, thì người đời thì theo đời, con Phật thì Phật giáp, con ma thì ma bắt. Cái này tôi cũng đối với quý vị, cái thời gian tôi cũng có tu hiền và cũng có coi kinh giảng, cũng biết phần chút đỉnh, nên bây giờ cũng nói với quý vị là cái người tu mà thời gian mình mới chưa tu, kêu là dạng sự khởi đầu nan, chưa tu rồi mới vô tu thì nghe cái mà cái khổ muốn vô tu, nhưng mà vô tu rồi cũng phải mình học cái gì cho nó rành, để mà nói để biết tu hành nó không có rớt. Đức Thầy nói là đạo là con đường, đi trúng thì sống, bước trật tất chết. Vậy giờ khi nào mình muốn tu thì nó cần cái học đạo, nên có câu nói đạo hiểu rồi ngon tợ gọi nem, và mùi đạo diệu gọi nem khó sánh. Người muốn tu hiền thì mình có học, mình biết rồi, mình thấy cái đó ham, mình thấy cái đó ngon, khi là tu mới không rớt. Chứ tôi có đọc cái mẫu chuyện mà thất chân nhân quả đó, cái mà cái người mới tu á, mà Tôn Bất Nhị bà nói với Trường Tam Lý Tứ. Trường Tam Lý Tứ hỏi gì chứ sao, lý do làm sao mà mấy những người tu á, cái thời gian tôi thấy có 10 năm gì, cái có khi họ thấu chuyển họ trở lại, là vậy là cái người đạo vô đó rồi mà sao người ta không biết người ta trở lại. Cái bà Tôn Bất Nhị bà có kể cái chuyện là bà nói trong khi mình mà muốn mà vô đạo á, thì mình có nguyện bài nay con tải hối ăn năn làm lành lánh giữ quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo, là mình đã quy y theo đạo rồi đó. Thì trong khi đó là thiên đường tái bản mà địa ngục bôi tên, mà trong khi muốn bôi tên thiên đường muốn tái bản, địa ngục muốn bôi tên, thì ở trên cái cõi thiên đường á mới nói với mấy ông các chư thần, và các chư thần từng giảng năm canh về thượng giới thông qua thượng đế, thì đã tâu qua thượng đế vậy đó, thì Đức Ngọc Đế mới thấy là chúng sanh này, cái tên A tên B này đó, nó đã biết quy y dình đạo, nên bây giờ cái thiên đường mới tái bản là ghi tên mình vô cái thiên đường. Thiên đường hồi đó giờ chưa có ghi tên, bây giờ mình phát tâm tu thì thiên đường nó ghi tên, và dưới là địa ngục muốn bôi tên, tên mình có dưới địa ngục sẵn hồi đó chưa tu, cái bây giờ dưới địa ngục có muốn bôi tên thì mới mời các những cái vong linh mà mình có gieo nghiệp của cái vong linh nào sát với con trâu con bò con heo gì đó ở dưới cái vong hồn nó dưới, nó đợi mình xuống dưới, khi nào mà xuống dưới rồi cái mà nó mới trả thù. Mà bữa đó thì coi như mà thiên đường tái bạc thì các chư thần đi xuống dưới mới nói với Diêm Vương phải cho mấy vong hồn này cho nó hay, thì vong hồn cho hay nói bây giờ ở tên A, tên B này, nó ở trên chảnh nó tu hiền rồi, thiên đường tái bản cái gì này tôi bôi tên nó không có xuống. Thì các ngươi thì thứ nhất là một là đi mà lên chảnh đòi, hai là đợi nó tu nó đắc quả rồi nó trở lại nó cứu. Rồi mà cái thứ ba là mình đòi lên đòi liền, hoặc là đợi tu đắc đạo gì. Ba cái là những con vật thì ba phần. Một phần là nó nói thôi bây giờ tôi mà đi đầu thai, chứ thôi bỏ cái đi đầu thai. Còn phần là nó nói tôi đợi ở dưới này, đợi nào tu đắc đạo xuống cứu tôi trừ. Còn phần là nó bây giờ tôi lên chảnh tôi phá nó để cho nó rớt xuống đây tôi trả thù. Cái thành ra con người tu thì có câu nói vô ma khảo bất thành Phật đạo. Ma nó phải lên nó khảo mình. Một cái khảo là ma nghiệp ha, rồi ma dương ha, rồi ma lòng ha, ma lòng là trong cái tâm mình ham muốn này kia đó cũng là ma, làm gian ác là quỷ là ma. Cái đó là bây giờ mình, nếu mà con người mà mình còn làm gian ác đó là cũng là cái tánh ma đó, làm gian ác là quỷ là ma, cái là ma, là ma lòng ma tánh. Còn ma dương thì trên chảnh nó muốn mà giành ngôi với Phật, bên tà với bên chánh đó nó muốn phá để mà theo bên tà, cái đó là ma dương. Còn ma nghiệp hồi nãy giờ tôi nói sát sanh đại vật con này con kia xuống dưới nó đòi trả thù mình, thì mình xuống dưới nó đòi trả thù, nên nó nói cái cách tu hiền mình phải biết cái lý do đó mình tu, mình phải vô ma khảo bất thành Phật đạo, mình phải biết phải có ma khảo mới có thành được, thì phải có khổ mới có tới cõi sung sướng. Thì bây giờ mình tu mình phải biết những cái đó để tu nó không có rớt.
cái bà Tôn Bất Nhị bà nói với Trương Tam Lý Tứ vậy đó. Rồi Trương Tam Lý Tứ mới nghe vậy là biết mình phải có cái ba con ma đó phá đó, ma nghiệp, ma lòng, ma dương đó. Thì bây giờ nói về cái cách cái đời Thượng Quân hồi nãy tôi nói Thượng Quân thì mà cứ mà Liên Thị Hội đó là ông Nhân Đăng cũng phải cũng dạy đó là người thượng căn thượng trí, họ nghe họ biết là người vô đạo nó có lợi ích và nó có thể mà giải thoát. Ông Thanh Sĩ ông nói một kiếp nhất tiếp tu giảm kiếp mà thoát khổ, còn nhất kiếp tu muôn kiếp không còn tu muôn kiếp khổ, một thời làm lỗi muôn thở luân hồi, và tu một kiếp cứu thân vĩnh kiếp, cứu được mình còn vớt mẹ cha. Hồn thuyền to một chiếc sắm ra, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi. Còn Đức Thầy dạy là ráng tu đắc đạo cứu của quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ quyền. Vậy là mình tu một kiếp mà mình cứu thân mình vĩnh kiếp, và mà cứu tất cả được mà cửu quyền thất tổ. Thì con người thì phải có bốn ân: ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Trong khi người người không muốn biết tu thì bốn cái ân đó trả không có được. Bây giờ nếu mà mình phải ráng mà học kinh giảng để mà tu hiền, mà tu hiền cho đúng thì mới khỏi mà trầm luân. Trong nãy có nói là khi mà mới vô thì văn huệ, mình học cái văn huệ cho nó, huệ là thông sáng suốt, mà mình học kinh giảng cho sáng suốt thuộc rành để mà mình tu. Rồi cái mới tư huệ là suy nghĩ cho cái khả năng mà tùy lòng nhân và trình độ của mỗi người, trình độ mình có thể tu cái pháp môn nào mà để mà đắc quả được. Pháp môn là thiền, tu thiền, tu tịnh, tu phước, tu huệ, tu mà nhẫn nhục, tu mà những cái pháp tu nào mà nó hợp với căn cơ mình đó thì mình tu theo pháp môn ấy để mà chờ ngày để giữ được hội Long Hoa. Nãy nói trước hai cái hội đó là mà Linh Sơn Hội và Liên Hoa Hội, bây giờ tới Long Hoa Hội. Long Hoa Hội nó chưa tới thì trường thư chưa mở, trống chưa thùng, trống chưa thùng, sĩ tử vẫn chờ mong. Cô chỉ mau mau thấy mặt rồng, bản hổ danh đời, tên chí sĩ, danh tài và suốt non sông đó. Thì trong khi bây giờ mình biết thời kỳ thi của lập hội Long Hoa nó đã gần tới rồi, bây giờ mình gắng mà làm bài cho nó đúng nha, cái mà gắng thức để mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Vậy nãy giờ cô nói với quý vị thì thời kỳ đã gần và đã hết cái lập hội, hết cái hạng quân hạ rồi, bây giờ muốn qua cái đời thượng quân, mà muốn sống cái đời thượng quân thì phải mà tập cách tu hiền, tu đúng cho sống, nếu tu trật là thất chết, sống là còn trở lại làm con người, còn chết có nghĩa là xuống dưới địa ngục, không tu thì xuống địa ngục, mà còn tu thì lên thiên đường. Có câu giảng Đức Thầy nói là phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều sa đọa nhiều ngày thảm thê. Vậy là bây giờ mình một là làm phước, hai là giữ giới, ba là bị cúng lại để đền ơn tứ ân. Mà nếu mà không cúng lại thì không có đền ơn tứ ân được. Tứ ân là cái câu trước là cầu cho Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Liên Hoa Hải Hội, Thượng Phật Từ Bi, Phật Dương Độ Chúng, Thế Giới Bình An. Câu nhất nguyện cầu đó là đền ơn cho đất nước, bốn ân là đền ơn cho đất nước. Còn Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh, Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ, Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Mình phải hàng ngày phải cúng lại, ăn chay, niệm Phật, làm lành. Thì vậy là mình cầu đó mới được trả được cái bốn ân. Rồi cái Nam Mô mà Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Dân Từ Tam Bát Ái Giải Thoát Mê Ly. Tứ Nguyện Cầu là điều thứ tư đó là cầu cho bá tánh vạn dân, là mình đền ơn cho mà đồng bào và nhân loại. Còn câu thứ năm là Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Trong khi muốn tu thì phải cầu cho mà giữ giới, nào mà sanh định, mà khi nào sanh định xong nó mới phát huệ, mà phát huệ rồi nó mới biết cách tu hành cho nó đúng để mà đền ơn tam bảo.
tu mà đúng Phật dạy ta, tu cách nào đắc đạo dạy ta tu cách đấy, thì Phật dạy tu mà mình làm theo đó là mình đền ơn Tam Bảo. Khi đền ơn Tam Bảo xong nữa là nãy giờ thì đã bốn ân: ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân Tam Bảo, ân đồng bào nhân loại. Đã xong tứ ân đã trả, chẳng còn tội căn. Vậy thì cái cách tu thì thứ nhất là phải đền nợ tứ ân, thứ nhì là phải giữ giới, thứ ba là phải cúng lại để mà trả quả. Bởi con người để kiếp trước mình đó, mình làm tội đủ thứ, vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị, mình phải đầu thai lại kiếp con người để mà trả quả và hưởng phước. Vậy là mình có phước nhiều thì thiên cảnh lên dài, bị hưởng phước á thì phước nhiều thiên cảnh lên dài, còn trả quả là tội nhiều sa đọa nhiều ngày thảm thê xuống bị đọa dưới để mà trả quả. Mà mình phải biết rồi cái mình thấy ai cái người mà còn ngu dốt mà tham sân si đó, còn tham sân si thì phải trở xuống dưới. Mà bây giờ mình bỏ tham sân si, diệt cái bỏ cái tham sân si thì bỏ cái được cái tham sân si rồi thì phước nhiều tiên cảnh lên dài. Phước là gồm có tài thí, pháp thí và vô úy thí thì nó mới có phước nhiều, mà phước nhiều thì được lên cõi trên, mà tội nhiều thì được cõi dưới. Thì nãy giờ tôi nói là về thời kỳ này đó là gần rồi, Đức Thầy nói là ít lâu ta cũng trở về, viên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao, trì lòng chớ có nung nao, từ nay nhân vật mòn hao lần lần. Mà quý vị thấy bây giờ thời kỳ này á, thì nãy giờ nói trước là nói về cái tận diệt lập đời trở lại, mà tận diệt lập đời trở lại thì mới đầu mòn hao lần lần, mòn hao lần lần tới chừng 10 phần hết 7 còn 3, cỡ này mòn lần hết 7 còn 3 đang cái tới chừng vô cửa đó, vô cửa là còn có lọc lại cái nữa là hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Vậy là 10 người còn chỉ có một người, mà trong đó thì 10 phần chỉ một người là mình tu sao được ở trong cái top 10 đó, chứ còn qua ngoài cái top 11 sắp lên là nó trở xuống là cái thời kỳ sau là 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con, tới đó không có cửa nhà, cửa nhà làm cây đá bùn lầy đá đất gì để mà nước rồi để mà trả cái quả trong cái 10.000 năm. Bây giờ mình thấy 10.000 năm nó sống trong cái thời kỳ lâu, sống 10.000 năm mới trở lên đầu thai lên trong 10.000 năm qua nữa, tới đời hạ quân nữa, rồi cái đời khổ mình lên nữa, đời thượng quân thì nó sung sướng. Nhưng mà cái đời sung sướng mà mình không có tu thì mình không có được hưởng cái đời đó thượng quân, mình tới đời hạ quân cái đời khổ mình lên nữa. Vậy là tới cảnh khổ lên nữa là để phạt những người mà không biết mà làm hiền làm lành mà chỉ làm ác, làm ác cái tội nhiều sa đọa đó, nhiều ngày thảm thê đó, thì sa đọa nhiều ngày là 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con đó. Rồi nãy giờ mình nói gì cái đời mà Đức Thầy nói ít lâu ta cũng trở về đó, cái thời gian này thì có người nói là Đức Thầy về hay không, thì Đức Thầy đã hứa, Đức Thầy là Phật, Đức Thầy sẽ hứa mà sau này Đức Thầy phải trở lại lập hậu Long Hoa. Đức Thầy có nói là Đức Thầy là mà chuyển lập hậu Long Hoa chọn những đấng tu hành cao công quả, thì Đức Thầy là đứng ở trên đài cao gọi các linh hồn. Mà cái con nghiệt thú á, con nghiệt thú là nói là ông Năm Chẹo đó sao nè nổi lên đó, thì chỉ các nước á nó đến đây á, thì nó mà dùng súng đạn bom gì nó bỏ con nghiệt thú nó cũng không thấm tháp này trên, tới đó cái nó mà phà lửa lên nó cháy mấy cái nó hư hết trơn, nó không có làm gì được. Rồi Đức Thầy nó khùng mới nói chơi chứ ban hàng phục các chư bang là các nước, nó lên tới đây nước nào giỏi nó đem bom bừa bom đạn rồi vũ khí gì hạt nhân thì nó làm đủ thứ vô đó mà cũng không có trị được con thú đó. Ở Đức Thầy trở lại, Đức Thầy mới cũng mới nói chơi chư bang hàng phục, và Đức Thầy mới nói là con thú đâu mà nổi lên mà đây cái nổi lên cái nói ngươi làm lớn được thì cũng phải biến nhỏ được, cái con thú Năm Chèo đó mới biến ra hình nhỏ lại cái mà Đức Thầy nó biến ra con kỳ lân, cái Đức Thầy cởi, Đức Thầy chạy mấy vòng ở trên mặt nước đó cho mà dân chúng coi, rồi chạy mấy vòng cái Đức Thầy mới leo lên, Đức Thầy cởi chạy vòng vòng đó để mà rồi Đức Thầy mới lên để mà dự hội chọn những đấng tu hành đó đứng lên làm chủ trong hội Long Hoa, lập hội Long Hoa. Mà lập hội Long Hoa là
Đức Phật Di Lặc là sau này Phật Hậu Long Hoa. Nhưng mà trong đó thì nhiều chỗ kinh giảng nói Đức Thầy nữa là tu thành Phật, ông Phật Di Lặc. Bây giờ hiện tại thì ông Phật Di Lặc đó là ở cõi trời Đâu Sức, là Bồ Tát Di Lặc chứ chưa thành Phật. Sau này thì mấy mà Đức Thầy đó đi xuống đây để mà dạy đạo đó thì có công đức rồi nó mới thành ông Phật Di Lặc để lên để mà xử, để mà lập hội mà Long Hoa. Cái mà hội mà liên trì hội thì cũng 90 ức linh căn mà được giải thoát. Rồi tới hội Linh Sơn hội là Đức Phật Thích Ca thì được 90 ngàn ức linh căn để mà giải thoát để về cõi trên. Rồi sau này Đức Thầy lập hội Long Hoa là ông Phật Di Lặc trở lại để mà cầu về mà người dân mình còn lợi đó, thì nó nghe trên là nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, ghế gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh để cho kẻ trăng lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan. Đối với chúng sanh này, Đức Phật xuống dạy từ cấp, mà bây giờ ở trong khi mà sáu mà lục mà lục đạo luân hồi đó, lục đạo luân hồi này mà cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi quỷ, cõi súc sanh, cõi địa ngục, mà vậy là cái người cao công quả thì được về cõi trời, về cõi Phật, còn thấp vừa trung bình về cõi người, làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi này pháp môn bế mạc thánh đạo trăng du, thì đời này pháp môn đã bế mạc rồi, thánh đạo đã trăng du có nghĩa là cái đạo thánh nó bây giờ nó lên cỏ trăng và cỏ du đó hết đâu rồi. Thì con người mình phải bỏ để mà lập hội Long Hoa, tận diệt lập đời trở lại. Thì cái tôi nói nãy giờ đó thì bấy nhiêu đó, còn bây giờ hai đệ muốn hỏi thêm cái gì để nói thêm bằng nữa đây. Hôm sáng thì sao mà cái năm nay đó mà thấy nhiều trên núi khô hạn, ở dưới Cà Mau cũng khô hạn gì đó. Thì những cái này đó là lời của thầy tiên tri là sao nó được sơn băng kiệt thủy cùng thảm thân bất tánh quá chừng. Là sơn băng kiệt thủy là như thế nào mà ông Sáu trình bày và nói đạo cho bà con nghe tu hiền. Nam mô A Di Phật. Dạ. Cái nghĩa của chữ mà sơn băng kiệt thủy đó thì sơn băng là sơn là núi. Yeah. Băng là đã nổ đã bay. Rồi kiệt thủy là nước ở đó nó đã khô cạn là kiệt. Kiệt có nghĩa là nó nhiều, bây giờ nó kiệt, nó còn ít xuống từ từ nó khô. Mà bây giờ mình thấy là sơn băng là cũng như là núi lở. Bây giờ núi lở thì thấy cũng có lở lai gai. Nhưng mà đối với cái chuyện mà từ từ để mà dập lập hội Long Hoa thì con người bây giờ nó phải tiêu diệt lần lần. Và cái trái đất này cũng đã cái thời kỳ đã hết thời kỳ nó mà còn tồn tại, nó không còn tồn tại. Nhưng bởi câu trước nãy đọc là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc tiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, là sụp. Đức Thầy có nói sụp một số cù lao mới ban đầu, rồi mới tới tiếng sấm nổ lần thứ nhì, thứ nhất rồi tới thứ nhì rồi thứ ba. Vậy là sơn băng là cái núi bây giờ mình cũng có thấy thay đổi. Mà ông Sáu nghe nhiều người ta nói tiếng sấm sấm mà là cái tiếng gì sao mà nổ, mà thường thường á, ví dụ là cái tiếng gì nó nổ thì chúng nghe trong vòng cũng vài chục, vài trăm mét, vài trăm thước thôi, dưới đâu mà tiếng sấm gì nổ gì dưới rung kinh là đó là hồi đó giờ chỉ đọc trong chuyện trong sử không sao. Rồi nói cái đó đi, bây giờ tôi nói với đệ ha, tiếng sấm trời ở trên nổ chứ không phải tiếng của bom đạn của thế gian tạo. Tiếng sấm trời bây giờ chú nói vậy chứ thí dụ bây giờ mình dòm mặt trời như mặt trăng đi, không gầm trời gầm đó, không có nói mặt trời mặt trăng, có nghĩa là nước nào người ta cũng thấy mặt trời mặt trăng trăng á. Rồi cái tiếng sấm nổ đó hen thì nó cũng như mặt trời mặt trăng vậy, nổ ở trên mặt trời mặt trăng ở trên đó rồi xuống dưới này thì cái thế gian mà nó chỗ nào cũng nghe, cũng như mặt trời mặt trăng ở nước nào cũng thấy. Rồi tiếng sấm nổ là nước nào cũng nghe. Còn tiếng sấm nổ trời là tiếng sấm của trời chứ không phải tiếng sấm của thế gian. Nếu nói về tiếng sấm của thế gian thì cũng như bom đạn, mà cái bom nào lớn nhất thì nổ cũng nghe trong vòng một nước đó thôi chứ không nghe ngoài. Đúng rồi. Nhưng mà tiếng sấm trời thì tôi nói như mặt trời mặt trăng ở đây, vì mặt trời mặt trăng ở nào cũng thấy. Vì tôi nói tại sao cái tiếng sấm mà nổ đâu có nghe xa được. Nhưng mà hồi đó Đức Thầy mà thuyết pháp đó hay mà như gì mà còn ấy đó, có mấy ông đạo trước cũng có nghe Thầy thuyết pháp đó,
Đức Thầy ở đứng ở chỗ đó để mà trên khán đài đó, mà nói tiếng Pháp, có nói đạo. Cái ông đó ở xa biệt, cái ông cũng nghe tiếng bao nhiêu đó. Mà ông nói, mà tôi ở xa thì tôi nghe lại gần, chắc nghe lớn dữ lắm. Cái ông đó lại gần, cái cũng nghe, cũng nhiều đó, cũng nghe rõ. Ở xa cũng nghe rõ, mà gần cũng nghe rõ. Rồi tiếng nói của Phật, của Thánh, của Tiên nghe. Mà ấy là nói đó, mà còn nghe điều ở xa gần gì cũng nghe hết. Còn nói về tiếng sấm này, tiếng sấm của trời là ở gần ở xa gì đều cũng nghe. Nãy giờ chú nói có nghĩa là tại sao mà nghe đó là lý do là của trời, và thành ra đều nghe tất cả vũ trụ các nước. Giờ còn Đức Thầy nói mà nãy giờ tôi nói vậy đó, cái ông đó ông lại gần cũng nghe bao nhiêu, ở xa cũng nghe bao nhiêu. Mà rồi cái mấy ông kia nói để mà đem cái máy, hồi đó nó cũng có máy nào có ít nha, cái máy mà micro á, nói mà lên ống loa rồi đó, lên nói vô hồi đó thì nó ít có nhưng mà cũng có rồi. Đức Thầy lên, Đức Thầy không muốn nói, Đức Thầy nói thì ở đâu cũng nghe, và người ta cần gì máy, mà ông đó muốn để nói máy cho nghe cho rõ hơn. Đức Thầy mới dụng thần thông cũng nói một tiếng cái đứt lo đứt máy hết trơn à. Thành ra cái máy để Đức Thầy không có xài, bởi vì nói thì cũng xa được. Còn như cái nóng của mà lửa đó ha, thì nóng ở gần chứ xa không nóng. Còn cái nóng của mặt trời đó, mình phơi trái cây này cây kia để mà làm giống đó, nóng nó khô, nó lên cây. Còn nếu mà cái nóng của lửa thì bây giờ vô gan cho nóng rồi cái nữa mình trồng nó không có lên cây. Còn cái nóng của mặt trời khác, còn cái tiếng sấm của trời khác, cái tiếng sấm của nổ tiếng súng, tiếng sấm với tiếng súng nó khác, tiếng súng nó nổ nó khác. Như rầm rầm sấm nổ trên đầu xa xa, có người nói rầm rầm súng nổ trên đầu xa xa. Cái tiếng súng nó nghe gần chứ không phải như tiếng sấm. Rầm rầm sấm nổ trên đầu xa xa, sấm nổ đúng. Vậy đó, để cái nói đi gần với xa thì tôi nói như vậy. Và nói cái Phật với cái chúng sanh đó, nếu mình phân biệt với nhau thì nó trên lệch xa lắm, chứ nó không có giống được. Nếu họ hỏi thêm cái chỉ hỏi là tiếng sấm đó là nó xa gần như, thôi. Thầy có trong hướng giảng đó, sao? Thầy nói là nữ nam muốn rõ âm hao ráng cho đức hạnh ngày sau khả tường. Mà thầy nói gì là nữ nam là ai rồi? Âm hao là cái gì? Ráng cho khả tường là thế nào? Yeah, mà nữ nam cũng dễ biết mà, bây giờ mình bên nữ bên nam đó, nam tả nữ hữu đó, thì bên nam nữ thì cũng dễ biết rồi. Muốn rõ âm hao là muốn rõ cái âm thanh đó hen, âm thanh đó Đức Thầy nói, và hao là hiểu. Mình nghe cái âm thanh Đức Thầy nói trong ấy đó thì mình muốn rõ những cái lời của Đức Thầy nói. Âm hao là cái mình hiểu rõ là cái lời của Đức Thầy nói, cái chữ âm hao hen. Rồi ráng trao đức hạnh, cái đức là lấy cái công đức của con người chứ không phải cái phước. Cái phước thì mình cái tài thí, pháp thí và vô quý thí đều là cái phước bên ngoài. Còn cái mà ráng trao đức hạnh á, cái hạnh là cái việc làm của mình, cái việc làm của mình mà nó có đức. Cũng như cái nói ông đó, ông làm việc có đức quá hen, hay là cũng như có đức để lợi cho con cháu, thì cái đức là do nên cái hành động của mình ở trong cái tâm. Trong tâm mình có cái lòng tốt, có lòng từ bi hỷ xả. Bây giờ muốn có đức thì phải có lòng từ bi hỷ xả. Thứ nhất là từ là lòng lành, bi là thương xót, hỷ là ban vui, xả là tha thứ. Mình có từ lòng lành, rồi ban vui, rồi tha thứ thì có đó là mới có đức. Còn bây giờ đem tiền bạc mình cho, rồi đem tiền của mình cho, mình nói pháp cho người ta nghe, rồi mình giúp đỡ bằng cơm gạo, mấy cái đó là đều là cái phước. Cái công đức là cái tâm mình phải có lòng từ bi hỷ xả, lại có công đức. Không rõ mà ráng trao đức hạnh. Bây giờ mình có ráng trao đức hạnh là lòng từ bi hỷ xả. Mà Phật dạy cách nào, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta tu theo cách nấy. Vậy là Phật thì phải có lòng từ bi hỷ xả. Mà mình muốn theo Phật thì mình phải có lòng từ bi hỷ xả, buông bỏ hết cái chuyện gì không có chấp trước gì hết trơn, làm tới chữ xả. Còn từ là lòng lành, làm việc lành, muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, ngàn giữ tà dâm đứng trước rồi đó. Với mà cái này chỉ có một chữ lành mà thôi đó.
lành mà lành của Phật khác, lành của tiên pháp, lành của chúng sanh khác. Chúng sanh có khi là cũng làm lành mà làm lành nhỏ, còn Phật làm lành phải có từ bi xả mới là lành. Vậy là cái muốn rõ âm hào ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Thì mình đã có đức hạnh rồi thì ngày sau mình có mặt mình mới tường, mình mới thấy. Muốn thấy tiên thấy Phật thì phải có đức có hạnh thì sau này mới có thấy tiên thấy Phật. Vậy là ngày sau sẽ tường. Còn nếu mà không có trao đức hạnh thì ngày sau không có lại gần lấy gì tường. Còn có nghĩa là thấy rõ, lại gần mới thấy. Rồi vậy là ráng trao đức hạnh ngày sau mình mới thấy được Phật tiên. Cũng như nãy ông Sáu nói đó, là nghe người ta nói là người nói có 4 ông thẻ, người có nói 5 ông thẻ. Đó là nhiều người xưa thì Phật thầy nói là cấm 5 ông thẻ không lấy thua tàu, hay là 4 ông thẻ vậy ông Sáu. Cái đó thì đồ lợi có người thì nói 4 người nói 5. Nhưng mà trong đó là tôi coi cũng nhiều cái kinh giảng và có nhiều cái mẫu chuyện mà người ta kể lại đó. Thì trong khi đó là có ông thẻ trung ương, có ông thẻ trung ương. Nhưng mà bây giờ thế gian mình đi coi thì coi 4 ông thẻ ngoài không hè. Nhưng bữa hổm bây giờ lên trên mạng có người đó nó cũng khám phá ông thẻ, cái hang ông thẻ ở trên đó, mà ở trên núi Cấm đó, cái hang ông thẻ đó. Nhưng mà tôi thì kể như là nghe nói hang ông thẻ là chung xuống đó chứ cũng không có thấy. Nhưng mà cũng có để là lỗ đó hang ông thẻ nha, nhưng mà tôi chưa thấy. Nhưng mà nghe thì kỹ lại là phải 5 ông thẻ chứ không phải 4. Mà thế gian mình đi coi ra thì coi 4 ông thẻ, bởi vì ông thẻ, 4 ông thẻ gồm có Đông Tây Nam Bắc, mà Đông Phương Thanh Đế là ông con rồng xanh, rồi Bắc Phương mà Xích Đế là ông đỏ, còn Nam Phương Hắc Đế là ông rồng đanh đen, còn Tây Phương mà Quỳnh Đế là rồng vàng, rồng hắc là đen, rồi rồng trắng, trắng vàng xanh đỏ. Thì 4 ông thẻ là 4 cái hướng, mình ở hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, đều cái mình ở hướng đông, đông thì vô ông thẻ hướng đông, ở mình ở hướng tây thì vô ông thẻ hướng tây, mình ở hướng bắc thì vô ông thẻ hướng bắc, là cái cửa để mà vào trung ương. Mà nếu không có cái ông trung ương, 4 ông cửa này vô rồi hỏi vô đâu sao biết. Phải có ông thẻ trung ương chứ, mới có trung ương của nhà nước Việt Nam nhằm cõi trung ương. Cái đó có ông ở giữa, là ông làm nó lớn hết trên giữa. Nếu nói 4 ông thì người ta nói cũng trúng, là trúng với cái ông ở ngoài. Còn ở trong đó là chừng nào núi Cấm lật ngửa du minh ngai vàng. Ngai vàng bây giờ nếu hỏi gì chứ, nếu mà nữa có ngai vàng của ông vua ở trong núi Cấm không? Nếu mình nói có thì người ta hỏi chỉ, mình chỉ không được. Cái ngai vàng nó cũng chưa kỹ nha. Hỏi ông thẻ ở trung ương ở đâu mà chỉ cũng chưa được, tại vì chưa thấy. Ngai vàng cũng chưa thấy. Nhưng mà trong giảng thì nói có. Nó có ngai vàng ở trong núi Cấm. Mà ruột năm non có các đài đó. Trong ruột năm non có các đài. Có các đài mình hỏi có hay không, mình nói có, nhưng mà ta biểu chỉ thì chỉ không được. Yeah. Rồi, vậy là cái mình biết và cái mình thấy đó nó cũng... Mình nghe và mình thấy nó khác nhau, nghe chưa thấy. Rồi vậy đó. Dạ, thưa ông Sáu, thì cái thời kỳ này đó thì nó có nhiều sự thay đổi. Mà trong đức thầy, giáo lý đức thầy đó, Sáu thì nói là theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Thì bây giờ mình tu, mình không nhất tâm thì có kịp không ông Sáu? Về theo Phật giáo nhất tâm mới kịp. Theo đạo lý. Theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày đó là nay là gặp dịp tu hành. Thì theo Phật lý, đạo lý nhất tâm mới kịp, nhất tâm là một tâm. Một tâm là cũng như mình đi có một đường à, cứ một đàn thẳng bẳng mà đi. Có một đàn là mình nói đàn mình theo đạo, mình theo thầy. Bây giờ mình có một ông thầy và một cái đường tu. Là một cái nhất là một. Mà bây giờ mình có một đường rồi, mà nhất tâm mình có đường đó mình đi hoài thì nó không có lạc. Mà trong khi mình nghe cái đường kia, thí dụ đi dọc đường nghe đường kia nó đường kia tốt hơn cái đường này, không đi đường này nó không tốt. Cái mình đi đường kia là không có nhất tâm. Bởi tôi nhất quyết tôi đi cái đường này rồi, thì dầu gặp người ta mình khỏi hỏi đường nữa. Đường tôi đã biết rồi nhưng mà nó còn hỏi chi nữa. Còn những người mà đi theo đạo mà còn hỏi chỗ nào linh nghiệm, chỗ nào sao đó còn hỏi, là tại vì mình còn nghi. Tu hành mà mãi năng nghi sợ ta gạt gẫm cũng kỳ cho dân. Liệu không nhất tâm thì mình mới bị lạc. Mà bây giờ nói theo Phật giáo đạo lý nhất tâm mới kịp, thì nhất tâm là cứ một đàn thẳng bẳng mà đi. Rồi một đàn đức thầy dạy mình tu sao mình
tu theo đó mà tu theo vậy từ đầu tới cuối là tu vậy, có lên lên chứ đừng có xuống thì được à. Đó là nhất tâm. Mà ngày nay đã gặp dịp tu hành là ngày nay mình đã gặp dịp có người chỉ đường rồi mà, về Cực Lạc, đây rành đường ngõ. Đức Thầy nói về Cực Lạc, Đức Thầy rành đường ngõ rồi, Đức Thầy chỉ ngay đường đó, mình cứ đi ngay thay đường đó chứ đợi gì mà hỏi người khác nữa. Hay vậy, cái đó là mới là nhất tâm. Còn nhất tâm niệm Phật là nhất tâm niệm Phật nhất cũng là một, mà một đường nhớ Phật không, chứ việc vô sai mày mã đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ câu lục tự. Thì niệm Phật cũng phải nhất tâm, mà theo đạo lý cũng phải nhất tâm, mà theo đạo cũng phải nhất tâm. Cái nào cũng có một. Thí dụ bây giờ mình có một ông thầy, mình có một giáo lý, mình có một cái đường hướng. Còn cái theo mà niệm Phật thì mình cũng có một đường của Phật là giữ lòng thanh tịnh, chứ không phải thanh tịnh không còn nhiễm trần, sáu căn không còn nhiễm sáu trần, đó là còn có một à. Mà việc vui sai mẹ mở đâu đâu hay dẹp gác. Bây giờ con người thì nó nhiều ngã lắm. Ông Thanh Sĩ ông nói gì nghe, ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm nhất tâm, nhất tâm nó không sao xuyến ít người. Tâm như trong trống giữa trời, một thì niệm Phật, còn mười niệm ma. Các việc xấu nhớ ra trước nhất, kế tay chân buồn một nỗi mê, rồi ma buồn ngủ hiện về. Nội những cái ma nó hiện về, nó đọc tới thì nó dài tới đây. Thì mình nhất tâm, mà đa số là nó không có nhất tâm. Bà Đức Thầy nhắc phải ráng nhất tâm vậy đó. Thì muốn nhất tâm thì nhất tâm theo đạo, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm theo cái pháp môn của mình. Mà cái tâm mình tưởng cái nào mà mình thấy chánh rồi, mình thấy chắc ăn rồi đó, thì khỏi còn loạn tâm nữa. Dạ, hỏi ông cho ông sao, ông cầu này ông kết thúc đấy ông sao? Như Đức Thầy nói là cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển xứ Hà Tiên Linh Hiển Cơ Quan, là ngụ ý Đức Thầy nói là cuối năm thìn là phải năm thìn này không, sẽ lo vận chuyển xứ Hà Tiên là ở đâu, rồi Linh Hiển Cơ Quan, rồi mong ông cháu trình giải cho con cháu nghe và bà con nghe lại cùng tu. Nam mô A Di Đà Phật. Cái cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển ha. Cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển xứ Hà Tiên Linh Hiển Cơ Quan. Năm thìn là nói về năm con rồng, nhưng mà năm con rồng thì trong đó nó có 10, cũng như năm nay là năm Giáp Thìn, nhưng mà trong khi có Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, mà vậy là mà Giáp Thìn, Giáp rồi tới Ất Thìn, Bính Thìn, nhiều cái thìn mà Đức Thầy chưa có nói cái thìn nào. Cái đó là cái vụ mà tiên tri của Đức Thầy, mà cái đó là nó nhầm về cái thiên cơ. Thì đối với tôi thì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy là cái thìn này đúng ra là nó gần lắm, chứ còn chưa chắc, mình không có dám chắc không. Nhưng mà thấy hiểu rồi ha. Phải lo vận chuyển. Rồi vận chuyển là bây giờ mình phải vận chuyển sửa cái tâm lại, cũng như tu theo lối cũ mau gần Diêm Vương. Vận chuyển là mình phải vận chuyển cái tâm mình sao mà đối với cái đạo mình phải đi cho nó đúng đường. Cho đúng đường, và đi cho nó có tâm đại hùng. Đã đúng rồi mà phải có tâm đại hùng, dám đi, dám hy sinh. Thì cũng như mà cái đối với mà cái lời Đức Thầy nói mà hơi gì qua là cái con người đi dầu cho tan xương nát thịt trắng màng đó, tánh ngay thẳng ta không dời đổ. Tánh ngay thẳng ta không dời đổ, dầu tan xương mắt thịt trắng màng. Cái người tu mà dám hy sinh như vậy á, mấy đó nó là vận chuyển của mình. Hồi đó tới giờ mình còn sợ chết, mình sợ khổ, sợ đau, sợ buồn, sợ gì đó. Bây giờ không còn sợ nữa. Dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Thì tới chừng đó là vận chuyển được rồi đó. Vận chuyển trở lại cái tâm như như bất động đó. Như như là có thứ một hoài chứ không có động, gặp cái gì cũng không động hết trơn á. Vận chuyển của xứ Hà Tiên Linh Hiển Cơ Quan. Thì cái xứ Hà Tiên nội trong cái xứ Hà Tiên ở trong cái tỉnh Hà Tiên đó ha. Thì trong cái tỉnh Hà Tiên sau này sẽ có cơ quan, là cái cơ quan là cái nơi làm việc. Cái cơ quan là cái nơi làm việc, bây giờ cái cơ quan nhỏ thì của mà thế gian này thì cái cơ quan của xã, cơ quan của tỉnh, cơ quan của trung ương. Còn hồi đó cái cơ quan của Đức Thầy nói xứ Hà Tiên Linh Hưởng Cơ Quan, trong cái xứ Hà Tiên này nó nữa, nó có một cái cơ quan của Phật Tánh Tiên xuống đây để lập hội Long Hoa. Cái cơ quan ở chỗ đó nó ngay cái chỗ đó, nó để cái nơi dự hội Long Hoa, nơi cái lập hội Long Hoa.
là cái cơ quan, là cái nơi làm việc của Phật Thánh Tiên. Thì nói về cơ quan á, xứ Hợi Tiên linh hiển cơ quan, sau này linh hiển cơ quan đó, chúng sanh sẽ hiệp một đàn, tới chừng đó mới hiệp lại ngay chỗ đó, rồi nó hiệp một đàn lại ở chỗ đó. Thì muốn linh hiển cơ quan xứ Hà Tiên là cái xứ của mà tiên Phật sau này sẽ có lập hậu Long Hoa trong cái tỉnh Hà Tiên. Còn chứ Hà Tiên thì giải nghĩa của chữ Hà Tiên, hồi đó Đức Thầy có giải nó Hà Tiên là cái mà Hà là sông, Tiên là trước. Thì trong trong cái xứ Hà Tiên đó thì mỗi nói xứ Hà Tiên trong tỉnh và cái xứ Hà Tiên ở trong cái sông trước. Cái sông trước cũng được Đức Thầy ra đạo là ở cái sông trước của mà... Có hai cái nghĩa hả? Hai cái nghĩa, hai cái Hà Tiên á. Hà Tiên của Đức Thầy ra, cái đạo Đức Thầy ra Hòa Hảo đó là nhằm cái sông trước. Yeah. Sông trước, sông là Hà, Tiên là trước, ghi là sông trước, đó là Hà Tiên của xứ cơ quan của mà Đức Thầy ra đạo. Vậy là cái xứ Hà Tiên linh hưởng cơ quan mà mình mà hiểu hai cái nghĩa đó, thì mình biết ở đó thôi. Chứ còn cái những cái hành đạo mà mình sợ cái nào sai đó, mình mới cần biết. Còn cái đó mình biết sao vậy thôi. Yeah. Đúng ra là nó cái cơ quan đó, là nghĩa của chữ cơ quan là nó vậy đó. Cơ quan là cái nơi làm việc của... Cháu kể vậy một chuyện bên thầy em chứ. Yeah. Không, cái mẫu chuyện của Đức Thầy đó. Yeah. Thì kính thưa quý vị, cái thời kỳ này thì mà đời văn minh vật chất bỏ gương xưa, đời văn minh bây giờ thì cái con người thì nó làm ra những cái linh hiển cái của ấy đó, thì nó không có bằng của Phật. Hồi đó Đức Thầy có gặp ông mà Nguyễn Bình, Nguyễn Bình cái thi với các đệ tử rồi đó. Mới đầu mà ông Nguyễn Bình ông lại ông nói với Đức Thầy, ông nói bây giờ cái đạo của ông á, thì các đạo người ta ra đạo trước á, cái người ta đạo Thích Ca đó, hồi đó bên Thiền Lâm mà khất sĩ rồi đó, ta ra đạo, người ta đã thu những cái đệ tử, mà đệ tử người ta hết rồi, những cái người thông minh đó, người ta theo hết rồi, còn ông sau này là ông cái đệ tử của ông sau này những cái người còn quê dốt không mà làm sao mà tu mà được đắc đạo. Rồi Đức Thầy mới nói mà sau này tôi cũng như mà cái mà những cái người mà thép sắt rồi mà nó còn nguyên đó hen, thì người ta đó chặt khúc, người ta lấy những cái sắt dụng bỏ ở ngoài thì tôi bây giờ tôi lấy sắt dụng đó tôi có cái lò tôi nấu lại tôi để mà xài được. Thì ông Nguyễn Bình ông mới nói với mà Đức Thầy, ông nói bây giờ cái sắc dụng ông làm ở vậy là cái lý do ông mà ông phải chứng minh làm sao cho cái sắc dụng mà ông xài được làm sao. Cái nói bây giờ sắc dụng bây giờ ông muốn thi với đệ tử của tôi mà nói cho ông ra cái đề thi. Cái ông Nguyễn Bình ông đi ra trong đó đi có chín người, cái mấy người đó nói bây giờ muốn sắc dụng của ông mà bây giờ cái những đồng đạo của ông đó ha, nó đã dốt hơn của tôi là những kỹ sư bắt vật mà thạc sĩ được không á, mà là cái người tốt của tôi đó tôi thâu hết rồi đó, còn bây giờ đệ tử của ông tôi thấy là cũng như sắc dụng đó, bây giờ ông muốn dám đấu với tôi không? Kì Đức Thầy nói bây giờ cái chuyện đó thì ông mà theo khoa học mà bây giờ thì tôi nói là Phật học là khoa học là con đẻ của Phật học, mà bây giờ tôi chứng minh Phật học cho quý vị thấy ha, thì Phật học mà nó phải hơn. Cái ông nói hơn chỗ nào, cái nó bây giờ ông để cho tôi mà mở ra cái trường thi, bây giờ ông lựa những cái người nào mà văn quá là cao siêu đó nè, đại học mà thạc sĩ cử nhân rồi đó, ông lợi trong thi với đệ tử của tôi, nó học tiểu học thôi mà trong đi trong đông người đây nè, tôi cho ông lựa ra một người nào ông thấy ông nào người nào tệ nhất đó, cũng như người ta thấy ông cái sắc nào mà nó tệ nhất đó, mà tôi lọc lại tôi nấu lại cho ông xài được ông coi. Cái ông mới là kêu cái ông kia ông là chín người ông đợi đông thi dân mà kêu đại học không à, rồi bên đệ tử của Đức Thầy, cái ông chỉ cho cái ông già, chỉ ra ông già đó, ông già mà ông nông dân,
chứ không phải già mà có làm cái buôn bán rồi cũng đỡ. Rồi này nông dân cái lại chỉ ông đó đây, ông đó ra thi, cái đưa cái ông đó ông thi, cái ông mà đức thầy mới mà chuyển cái thần thông của Phật đó cho ông đó. Ông đó mới đầu thì ông chưa có chuyển thì ông sợ, ông sợ ông không dám mà lên nói. Ông nói bạch thầy con biết gì đâu thi, nó ờ vậy mà thầy chuyển cho người thi, cái là Phật học chuyển cho ông. Ông chuyển cho ông, cái ông lên ông thi. Thì cái này cuộc thi là quánh ba hầu trống. Rồi trống thứ nhất là nhập thi, rồi trống thứ nhì là sắp sửa nạp bài thi, trống thứ ba là kết thúc cuộc thi. Cái quánh rồi trống thứ nhất, cái tay thứ nhì, cái ông đệ tử của đức thầy đó, ổng ngồi cho chơi, ổng không làm gì ta á. Cái quánh trống tới thứ nhì rồi, cái ông mới đưa tay lên. Ông đưa tay lên, ông xin, ông nói bây giờ mà cho tôi thêm giấy mực. Cái ông mà đức thầy với mấy ông giám khảo kia đó mới nói, ông thi nãy giờ tôi thấy chưa ông viết cái gì cho ông thêm giấy mực, vậy mà thêm giấy mực. Cái ông thêm giấy mực, đức thầy nói là đem giấy mực anh ta đây, nó đòi gì cũng cho nó. Đưa giấy mực lên, cái ông đổ vô bàn tay, đổ vô bàn tay, cái ông để vô tấm giấy, cái ông chà đen thui, cái ông lên nạp. Thành ra quánh hồi trống thứ nhì, mới thầy trống thứ nhì, cái ông lên nạp bài thi, rồi mấy người kia chưa nạp. Đại quánh hầu trống thứ ba kết thúc mới lên nạp, là ông lên nạp trước. Nạp trước cái tới giờ ông giám khảo của mình bển đó mới hỏi, nói ông mà làm cái mà giống gì vậy? Cái ông mà đệ tử đó, ông mới nói, ông nói ông hỏi tôi làm đề thi gì vậy? Bởi đề thi mà tự do, mà ông muốn hỏi tôi cái đề thi gì mới được. Chứ ông nói làm cái giống gì, giống gì không phải đâu đề thi. Nói bẻ mà ông cái cho ông quê cho cái. Bắt đầu ông lên nói, bây giờ đề thi của tôi thì rồng ẩn trong mây, mà bây giờ trong mây thì mới có rồng, mà mấy ông thấy con rồng ẩn trong mây thì thấy cụm mây là biết con rồng ở trong mây, rồi có mây đen thì hồi có mưa, vậy là mưa ở trong mây mưa ra là con rồng phun nước ra, mà ông hỏi gì chứ con rồng phải vẽ như mấy ông vẽ này, là hồi đó giờ ông thấy con rồng đó ở đâu mà ông vẽ như cái hình như vậy đó. Rồi mấy ông kia trả lời không được, nếu vẽ con rồng mà vẽ con rồng thấy có nành có gút có dãy có độ trần đó này, hồi đó ông thấy ở đâu, thì mấy ông cũng trả lời không được. Nếu con rồng hồi đó giờ không thấy, tôi thấy con rồng trong mây trong phun nước ra là con rồng ẩn trong mây, bây giờ tôi làm một cụm đen này là mây của mà rồng ở trong trống á. Thì với nước Việt Nam mình nó con rồng cháu tiên, mà bây giờ mình bỏ hết cái đời văn minh vật chất, bỏ gương xưa nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa, học thói mới lăn loàn theo sở dục. Mấy ông học theo cái thói mới, ông học theo cái sách văn minh cặn bã của Tây Âu, bên nước Âu đó, mình là nước Á, mà bây giờ bên mà Âu mà ông chuyển qua đây để mà ông làm cho cái nước Việt Nam mình nó đó, vật chất bỏ gương xưa, cái gương xưa của nước Việt Nam mình đó, con rồng cháu tiên, mà ông bỏ cái rồng cháu tiên, ông vẽ theo cái văn minh của vật chất, vẽ cái hình con rồng ở ngoài đó giả, làm việc gì mình không có nhớ ơn tổ tiên cha mẹ, mình là một trong đồng bào, là một bào thai con rồng cháu tiên. Thì nói vậy là mấy ông đó, cái ông Nguyễn Bình cũng chấm điểm, nói ông đó vậy hay, chấm điểm cho mừng. Còn mấy người kia vẽ bị có cái thời gian có mười phút mau quá, cái không vẽ con rồng nào là thiếu đuôi nào là cái bài thi của văn sĩ này nó thiếu kết luận, rồi cái những cái nào cũng thiếu, trên cái nào cũng chấm từ năm trở xuống không à. Còn ông này được mười là ông thắng một cái. Một cái rồi ông Nguyễn Bình ông nói bây giờ cái khoa học bây giờ nó, đức thầy mới dẫn ông về cái văn phòng ông đó, rồi hỏi gì chứ đời văn minh nó tạo cho ông cái bóng đèn với cái quạt gió, mà bây giờ ông thấy cái khoa học nó tạo ra cái bóng đèn với cái quạt gió này là hay không, ông có thể ông làm bên Phật học có thể làm hơn cái này được không. Cái đức thầy mới nói bây giờ cái quạt gió này thì nó nhờ có điện có cầu dao, cái bóng đèn cũng nhờ có điện có cầu dao có bóng đèn, cái đó là vô hình tướng. Còn đạo Phật thì đạo vô vi, bây giờ muốn nó quay khỏi cần dây điện, khỏi cần mà cái hình tướng của cái cánh quạt, bây giờ ông muốn
muốn cho tôi biết mà cái Phật học hơn cái khoa học là tôi nói cho ông nghe. Bây giờ ông vợ dây điện đó ha, bây giờ ông cúp cầu dao bứt dây điện bỏ, rồi cái quạt gió với cái bóng đèn còn ở đây, cái Phật học để cho bóng đèn và cái mà cánh quạt này nó cử động. Thì ông Nguyễn Bình ông mới gỡ dây cầu dao, gỡ dây mà quạt gió ra, cái nó đâu, ông Phật học ông làm sao cho nó quay coi. Cái đức thầy chỉ cái quạt gió, nó bây giờ khoa học đã nó gỡ ra rồi, bây giờ Phật học biểu cái quạt gió quay coi. Cái quạt gió bắt đầu nó quay, quay quá chừng quay hơn hồi cấp nãy là nó quay vừa yếu yếu. Bây giờ nó quay quá mạnh, cái đức thầy nói đó Phật học quay mạnh hơn vậy đó. Cái quay hầu cái nó quá, nó muốn gãy cánh quạt rồi. Cái ông Nguyễn Bình ông nói thôi ông Tư ơi, bây giờ nè, thôi bây giờ tôi cũng tin Phật học ông hay rồi, thôi bây giờ ông biểu nó tắt lại ngưng đi, chân hậu nó gãy cánh quạt nó chém xuống à. Cái ông nghĩ cánh quạt nó bây giờ bóng đèn, tôi chỉ bóng đèn, để bóng đèn, cái bóng đèn cháy sáng thật là trời. Cái bóng đèn cháy sáng thật là cái ông nói vậy là Phật học phải hơn Phật học không, cháy sáng hơn nãy. Ông nói thôi ông vậy tôi cũng tin rồi, thôi bây giờ ông tắt cái mà cái bóng đèn đây để hầu nó cháy quá, nó đứt bóng đèn chịu không nổi. Vậy là cái Phật học và cái khoa học á thì nó sau này nó hơn. Thì cái mẫu chuyện bên thầy đức thầy cũng kể như vậy đó, là Phật học nó hơn khoa học. Thì khoa học á là con đẻ của Phật học, thì Phật học có cái gì cũng có trước. Cũng như có mẫu chuyện Đức Phật hồi đó thì Đức Phật có nói là Phật thấy chén nước có trùng 4.000 vạn muốn dùng cho tinh, nếu không trì chú niệm kinh các nào ăn thịt chúng sinh hằng hà. Vậy là Phật nói là trong cái chén nước nó có 4.000 vi trùng. Vậy là Phật học nói hồi trước, khoa học bây giờ nó có cái hiển vi, nó dòm thấy ở trong cái chén nước có vi trùng. Vậy là Phật học có trước là mẹ, còn khoa học bây giờ nó có sao là con. Nó có Phật học phải khoa học phải con đẻ của Phật học. Giờ nãy giờ nói cái mẫu chuyện mà thi đó, mấy ông đại học mà thi còn thua ông mà cái Phật học, khoa học mà thua Phật học. Và bây giờ thì sau này á, đức thầy là các ông thanh sĩ á, là đệ tử của đức thầy, mà hồi đó mà đức thầy biểu ông thanh sĩ phải qua nước ngoài, trong khi trong cái nước mình á cũng như trong cái nhà mình á sau này nó sẽ có cái thời gian nó cháy, mà bây giờ ông phải đi, bây giờ ông là làm sao, thí dụ bây giờ nhà mình nó cháy thì ông ở ngoài ông chữa vô, hay là ở trong nhà ông chịu. Cái ông thanh thủy ông nghe vậy, cái ông ra cái nước ngoài bên nước Nhật á, hôm qua ông bảo bệnh mà qua thì mới đầu qua thì bữa đó có họp cái hội là 18 nước, các nước để mà đem cái cuốn kinh hồi đó Đức Phật á, cái tiếng cuốn kinh là tiếng Kali là tiếng Phạn đó. Rồi tiếng Phạn mà giải nghĩa là các nước nó giải nghĩa biết một hai chữ chứ không biết hết. Mà chú kinh tiếng Phạn đó thì không có biết hết, thành ra biểu ông nào lên để giải cuốn kinh đó cho các nước nghe. Thì trong đó 18 nước ông nào cũng không nói giải, tôi không biết lúc đỉnh chứ không biết hết nguyên cuốn. Rồi chỉ cái thời gian đó thì ông thanh sĩ ông mới xưng phong, ông đứng lên. Ông đứng lên ông mà nói với các nước là tôi là người mà tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo, mà tôi là đệ tử của Đức Quỳnh Giáo Chủ, chứ không phải là tôi là giáo chủ. Tôi đệ tử Đức Quỳnh Giáo Chủ mà bây giờ tôi giải cuốn kinh này được. Cái mấy ông đó đồng ý, giơ tay đồng ý cho ông lên ông giải mà để cuốn kinh của tiếng Phạn, tiếng Kali của Ấn Độ đó. Cái lên giải, cái ông giải từ đầu tới cuối ông giải được hết. Giải được hết rồi các nước nó mới hỏi, mỗi người hỏi cái tiếng khác nhau. Thí dụ tiếng Pháp thì nói theo tiếng Pháp, tiếng Kali nói theo Kali nữa, tiếng Anh nói theo Anh, tiếng Nhật, tiếng Tàu, tiếng gì. Nó nói theo tiếng khác nhau trơn á. Một người mà không biết đủ thứ tiếng á thì trả lời với nó không được. Mà ông thanh sĩ ông biết các thứ tiếng hết trơn. Ông bình này
ông nói các thứ tiếng, ông trả lời những cái câu nào hỏi thắc mắc về trong kinh đó, những cái câu nào đó ông trả lời được hết trơn á, cái thành ra các nước mới tôn trọng. Mấy ông sư ở bển mới hỏi gì chứ, ông ở bển đạo Phật giáo Hòa Hảo mà ông là mà giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo là gì? Ông nói tôi là đệ tử của mà Đức Quỳnh giáo chủ, mà đệ tử nhỏ nữa chứ không phải là đệ tử lớn. Đệ tử lớn của tôi nó còn cao siêu hơn nữa. Vậy là ông thanh sĩ ông qua bển á, ổng ở bên đây đấy, cái ổng học mới có tiểu học. Tiểu học mà qua bên bển á thì các mà người nước ở bển á thấy ông trả lời các thứ tiếng được. Nên mới nói cho ông thi qua cái khoa mà giáo sư để mà dạy các thứ tiếng. Thì ông lên đó ông thi cái thi mà chọn giáo sư đó, ông thi lên cái đậu thủ khoa, ông đậu cao nhất hết. Thì ông dạy các thứ tiếng. Vậy là ông là người tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo mà đệ tử của Đức Quỳnh giáo chủ, mà ông là qua bên bển, ông là giáo sư để dạy các nước ở bên Tokyo, là bên nước Nhật. Vậy là mình thấy tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo mình đã qua bên nước Nhật để làm giáo sư, mà bây giờ ông tiểu học mà ông lên ông dạy về đại học bên Tokyo bên nước Nhật. Vậy mình thấy cái chuyện tiến triển của đạo Phật giáo Hòa Hảo mình, thứ nhất là đạo Phật giáo Hòa Hảo, thứ nhì là cũng là trong nước Việt Nam có cái ông thầy giáo sư để ông dạy ở tại bên nước Tokyo bên nước Nhật. Vậy là có danh dự nước Việt Nam mình đã có cái ông đó là ông giỏi nhất ở trong cái mà trong cái thế giới, trong cái nước mà trong các nước. Vậy cái những cái đề tài tôi nói nãy giờ cũng hơi lâu, có cũng hỏi thêm gì không hỏi thì cũng thôi thông qua rồi. Nam mô A Di Đà Phật và kính thưa chư quý vị, nãy giờ tôi cũng có duyên lành để mà ví dụ gặp quý vị, những cái quý vị trong và ngoài nước, những người nào có coi trong kinh này cũng mà cũng gặp tôi, cũng như tôi cũng gieo duyên với quý vị trong cái tinh thần của đạo đức, để nói qua những người nào nghe những cái câu nào mình có thể được, để mình có hành đạo và mình có tin tưởng gì đó thì mình cũng mà làm theo cái lời của Đức Thầy. Mình thấy là Đức Quỳnh giáo chủ đó thì có thông minh vậy đó, là có ông đệ tử là ông thanh sĩ đó, ông qua nước ngoài mà ông làm giáo sư mà dạy các nước ở bên nước ngoài đó, thì quý vị thấy vậy đó là cũng phải mà biết cái phần nào để mà tin tưởng tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo. Và tôi cũng bấy nhiêu lời cũng cầu và chúc cho quý vị thì thân tâm thường an lạc, dân dân bá tánh tận tâm bác ái, giải thoát mê ly, để mà đến ngày long qua đại hội được gặp Phật gặp thầy để sống ra đời thượng quân thánh đức để hưởng sự thái bình. Nam mô A Di Đà Phật.